Vâng, cảm mời quý vị trở lại đến tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Vâng, được phép trên đời của gia đình tăng chủ sau khi quý vị về thắp hương làm việc cũng cổ. Vâng, ngày trở về thắp hương làm việc xong, mời quý vị trở lại để đối tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Về thắp hương làm lễ biệt xong, chuyện này của gia đình mời quý vị trở lại với tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Thay mặt gia đình xin cảm ơn lễ viếng vòng hoa của tổng công ty Đức Giang. Trở về dâng lễ viếng vòng hoa vĩnh biệt khổ xong, mời đoàn đại biểu trở về bàn đón tiếp xơi nước chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo mời lễ viếng của tuổi cao sức yếu, đau ốm trọng bệnh qua đời. Chúng tôi đại diện thay mặt cho công ty cổ phần phát triển Đăng An Yên Dũng Bắc Giang, đồng nghiệp Quỳnh Cương. Vâng, trở về thắp nhang kính viếng cổ xong, mời đoàn trở về bàn đón tiếp xơi nước chia buồn với gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Trở về thắp nhang làm lễ viếng xong, mời các bác ra bàn đón tiếp xơi nước chia buồn với gia đình. Thay mặt gia đình xin cảm ơn. Cảm ơn các bác. Trở về đây thăm nhang thăm viếng vĩnh biệt ông Nguyễn Thanh Tùng xong, ra bàn xây nước. Thay mặt gia đình xin được cảm ơn. Trở về thăm nhang làm lễ viếng xong, mời các bác trở về bàn đón tiếp xây nước chia buồn với gia đình. Thay mặt gia đình xin cảm ơn. Sau khi đoàn đại biểu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam trở về thắp hương làm lễ viếng xong, mời quý đoàn trở lại đối với tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin thành cảm ơn. Được tin sau một thời gian ông đau ốm trọng qua đời, nay gia đình các cháu ở 4B phố cổ phải thắp nén tâm nhang nguyện cầu cho ông về quê vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Làm lễ viếng xong, mời các bác ra bàn uống nước chia buồn với gia đình. Thay mặt gia đình xin cảm ơn. Đèn tâm nhang xin được cúi đầu bái biệt. Chúc anh về đây xuôi vàng ăn rất gàn thu, mong anh về chứng giám. Sau khi thắp hương đảm lễ xong, mời các bác về đây đón tiếp của gia đình uống nước chia buồn cùng tang quyến.
Sau khi đoàn đại biểu của Tổng Công ty May 10 Hà Nội trở về Tháp Hương đặt về biển xong, mời quý đoàn trở lại đến đất nước gia đình của nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn ông Nguyễn Thanh Tùng, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa các vị quý khách gần xa của gia đình, kính thưa ban lễ tang của địa phương gia đình ông Tùng đang sinh sống, kính thưa các vị quý khách. Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 20 tháng 6 năm 1953, trong một thời gian ông lâm bệnh nặng. Mặc dù đã được gia đình, con cháu cùng các y bác sĩ các bệnh viện hết lòng chăm sóc và cứu chữa, nhưng do bệnh quá nặng, ông không qua khỏi. Ông đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 17 giờ 35 phút, tức là ngày 1 tháng 12 năm 2022, tức là ngày 8 tháng 11 nhâm dần. Ông hưởng thọ 70 tuổi. Hôm nay chúng tôi đại diện cho hơn 200 hộ dân và hơn 100 hai giới các cụ ở quê hương nơi ông sinh ra là tổ dân phố Thượng, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về đây có vòng hoa tươi, có nén hương thơm để chia buồn cùng gia đình và vĩnh biệt ông, chúc ông về nơi suối vàng an dức ngàn thu. Mong ông sống khôn thác thiêng về phục hộ độ trì cho gia đình cùng nhân dân tổ dân phố Thượng luôn luôn mạnh khỏe để tăng gia sản xuất. Xin vĩnh biệt ông để tưởng nhớ đến ông một phút. Mời để tưởng nhớ đến ông là một người con anh em ở quê hương tổ dân phố Thượng, đề nghị các ông các bà cùng toàn thể đặt một phút bằng niệm, một phút bằng niệm. Bắt đầu. Thôi. Bằng phút mặc niệm đã trôi qua, được phép truyền lời của gia đình tăng chủ. Sau khi khu dân cư tổ dân phố Thượng cùng hai giới các cụ hội người cao tuổi tổ dân phố Thượng trở về thắp hương đặt về viếng xong, mời quý vị trở lại đến đối tiếp của gia đình chủ nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên gia đình vào thắp hương đặt về viếng. Trong dòng họ có nén hương nhang
nên thắp hương và tiễn đưa anh về nơi chín suối, về với bố mẹ, về với ông bà, về tổ tiên. Chúng em không biết nói gì hơn, xin chia buồn cùng gia đình và anh em bạn bè của anh, xin vĩnh biệt anh lần cuối. Trở về thắp hương làm lễ viếng xong, mời quý vị trở lại đưa tiếp một gia đình của nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Xin đã trân trọng giới thiệu lễ viếng con cháu cụ Mạnh, tổ dân phố Thượng, sẽ đến vào thắp hương làm lễ viếng. Vâng, sau khi đại gia đình con cháu gia đình cụ Mạnh ở tổ dân phố Thượng trở về thắp hương đặt về viếng xong, mời quý vị trở lại đón tiếp một gia đình uống nước. Gia đình trên đây cảm ơn. Trở về thắp hương làm lễ viếng xong, mời cái đoàn trở lại nơi đón tiếp của gia đình của nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn cái đoàn trở về thắp hương làm lễ viếng. Cổ phần cơ khí may Gia Lâm xin đến vào thắp hương làm lễ viếng. Và gần trở về thắp hương làm lễ viếng xong, mời quý vị trở lại nơi đón tiếp của gia đình của nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Thông gia ngày hôm nay cùng các con các cháu từ ở nào ngày cay ơi ông tình nghĩa thông gia tình em tựa nào cái cô người cả con đi cả cháu ấy trở về việc nghĩ thăm mi để mà xin đi có này đôi lời tình thông ra này đôi lời à tiễn biệt ông ra đi tình nghĩa thông ra tựa nào cái xa xôi về đây xin đi thắp đèn chậm xin chớp bi tay bái biệt đi xin biệt đi cầu ông ra đi siêu thoát ông đổ trì cho nghĩa thông đi ra. Gia đình thông đồng cảm ơn lễ viếng của gia đình thông gia ông bà Liễu Thập và Nào Cai. Sau khi đảm lễ xong, mời ông bà về nơi đón tiếp uống nước chia buồn cùng tang quyến. Trở về thắp hương làm lễ viếng xong, mời thắp hương làm lễ viếng trước linh sàng cỏ cổ xong, mời quý vị trở lại để đón tiếp của gia đình uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Nhận được tin ngày hôm nay trở về, trước linh sàng xin thắp đèn thắp nhang cúi đầu bái biệt cầu chúc cho cụ nơi ăn nghỉ một phần an sớm. Thắp hương làm lễ viếng xong, mời quý vị trở lại để đón tiếp gia đình uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn.